make up theo màu kẹo. Lâu lắm mới làm lại thử thách này đó nha. Đầu tiên là kem nền. Trời ơi, mở nắp ra là vội vàng đóng nắp lại. Màu trắng. Toàn sụp. Trời ơi, lâu lâu mới làm lại thử thách mà trầm cảm ghê luôn á. Ủa trời. Cái gì vậy anh ơi? Lông mày. Trời ơi, ước gì nó là màu nâu. Má màu vàng. Tiếp đến là màu mắt. Đỏ. Tại cái nền trắng quá này cho màu mắt nó hơi đậm thôi. Chứ cái nền mà nó kiểu nó nhạt bớt đi ấy, thì màu mắt nó vẫn đậm nha. Tiếp đến là màu má nha. Ủa? Trời ơi, màu nâu. Cuối cùng là son môi. Trời, trời màu đỏ tha trời, trời thấy tay mình thơm ghê lắm. Make up theo màu kẹo. Đầu tiên là kem nền. Màu xanh nha. Tiếp đến là màu mắt nha. Ôi trời ơi. Màu vàng. Thấy kiểu rồi chứ biết sao giờ. Cố lắm rồi đấy, nó chỉ vàng được thế này thôi. Tiếp theo là màu má. Oh my god. Màu nâu. Thôi cố tồn. Trời ơi, trông có giống bị đấm không cơ chứ. Trời ơi chứ. Quá trời xấu rồi. Đến với son môi luôn nha. Không có thấy, không có thấy gì hết trời. Đôi môi trốn chiếu. Make up theo màu kẹo. Đầu tiên là kem nền. Đúng màu của kem nền luôn. Chọn kem nền màu e-sdrup màu kẹo luôn nha. Trời ơi, cái nền này xuất sắc luôn. Tiếp theo là màu mắt. Ôi trời ơi. U là trời. Nhìn phát biết đâu là con mắt luôn nha. Nó khoáng thế này cơ mà. Tiếp đến là màu má. U đẹp nho. Cuối cùng là son môi. Ngu gì đấy. Trời ơi. Mê cái nhan sắc này quá đi à. Cho anh làm quen nhá. Make up theo màu kẹo. Mình sẽ đổ thêm vào đây cho nó được nhiều màu. Đầu tiên là kem nền. Bốc vào màu nào là phải chọn màu đó nha. Ôi trời ơi. Màu trắng. Rồi rồi, đấy con gì này. Chưa gì đã thấy phát sáng rồi đấy. Trắng thế này cơ mà. Tiếp đến là màu mắt. Ủa? Hai màu. Nâu và tàn nha. Mình sẽ dùng bảng phấn mắt của Lemonade. Với bảng phấn mắt Aesthetic World 2 này thì cái chất phấn rất là mịn, lên màu chuẩn. Mình thấy bảng này có các tông màu dễ dùng, rất là đa dạng cho nhiều layout nha. Nhú mắt của bảng này siêu bling bling luôn. Tiếp đến là màu má. Toàn là màu đỏ luôn. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Cuối cùng là son môi. Màu nâu. Thấy cụ xinh á, cụ mê. Trái tim ta phai tàn nên nụ hồng lại héo đi. Nước mắt rơi trong đêm lạnh, nụ cười nàng lại méo đi. Make up đi chơi Tết bằng kẹo. Mình đã đánh nền rồi nha. Đầu tiên sẽ chọn màu lông mày. Màu xanh. Rồi rồi. Lâu lắm mình bốc phải màu này luôn á. Tiếp theo là màu mắt. Màu tím. Đây là màu tím nha. Không phải màu nâu đâu. May quá bằng Lemonade thuộc cái màu tím này rất là xinh. Tiếp đến là màu má. Ủa? Trời ơi. Ủa gì cái này chứ. Quá tuyệt vời. Cuối cùng là son môi. Ôi trời ơi. Màu cam. Ôi trời, không liên quan gì đến nhau luôn. Nó đầy đủ hết tất cả các gam màu luôn. Trông rất là xuân nhé. Make up thêm màu kẹo. Kem nền nha. Chịu đấy, bao nhiêu màu bốc phải màu xanh. Thì thôi đấy. Trời đất ơi. Màu xanh là màu của hy vọng. Hy vọng là màu mắt sẽ đẹp nha. Ôi trời ơi. Hồng cánh sen. Tiếp đến là màu má. Màu này nhìn giống màu da nhỉ. Nền mà bốc phải màu này thì có vẻ tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Có thêm cái màu má nó kiểu cute cute đúng không? Đúng. Tiếp đến là lông mày.
Trời ơi, ghê chưa? Tên đi. Cuối cùng là Sean. Ủa? Thôi rồi, thấy chị nghĩ ngay. Ủa gì vậy? Thử thách make up thêm màu keo. Đầu tiên là lông mày. Oh no, trời đất ơi. Anh cả là nhớ phải kẻ chân mày nha. Tiếp đến là màu mắt. Bị vỡ rồi. Xanh nước biển nha. Đánh xong cái mắt thì rất là giống một ai đó. Và chưa nghĩ ra nha. Tiếp theo là màu má. Cam. Quá tuyệt vời. Cuối cùng là xong rồi. Trời ơi, ghê chưa? Đẹp nha. Game nền nha. Ôi trời. Tiếp đến là màu mắt nha. Ủa? Rồi rồi, một tí nữa. Cái gì vậy bà nội? Mắt có hồn hơn rồi đấy. Tiếp đến là màu má. Ủa gì vậy? Cái màu xanh không liên quan nha. Cuối cùng là sao luôn. Trời ơi, chưa? Quá tuyệt vời. Make up avatar phiên bản bốc keo. Giờ mình sẽ chọn màu cho avatar. Hai màu nha. Màu xanh. Thêm một màu nữa. Ôi trời ơi. Màu vàng. Trời ơi bay ơi bay. Nên mình sẽ đánh màu xanh. Trông đã chưa? Sau đó mình sẽ dùng một cái màu xanh đậm hơn để đánh khối. Mình sẽ dùng cái màu xanh đậm đó là màu mắt luôn. À, vẽ thêm mấy cái này xung quanh nữa. Cái này gọi là cái gì ta? Trời ơi, bị ưng cái màu son này nha. 2, 3, đông, đông, and three. Nào lên tình cực như cách tôi đổ xăng. Nó gọi là chân tình. Nào về những rap hay là FIFA. Xong rồi lọt kia tên báo cho mình hay. Đầu tiên là game nền. Trời ơi, mở nắp ra là vội vàng đóng nắp lại. Màu trắng. Trời ơi, lâu lâu mới làm lại thử thách mà trầm cảm ghê luôn á. Ôi trời. Cái gì tiếp đến là màu mắt. Đó. Tại cái nền trắng quá này trong màu mắt nó hơi đậm thôi. Chứ cái nền mà nó kiểu nó nhạt bớt đi ấy, thì màu mắt nó vẫn đậm nha. Cuối cùng là son môi. Trời ơi, màu đỏ thó trối trối cái tay mình. Thơm ghê luôn á. Cái gì vậy bà nội? Một tí. Cái gì vậy bà nội? Mắt có hồn hơn rồi đấy. Make up thêm màu keo. Đầu tiên là kem nền. Kem nền nha. Làm sao vậy? Ôi trời. Lâu lắm rồi mới bóp phải màu này nha. Tiếp đến là màu mắt nha. Ủa? Rồi rồi, một tí nữa. Cái gì vậy bà nội? Mắt có hồn hơn rồi đấy. Tiếp đến là màu má. Ủa gì vậy? Cái màu xanh không liên quan nha. Cuối cùng là sao luôn. Trời ơi, ghê chưa?